Còn khoảng 2 tháng nữa là đến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vào thời gian này, các chủ vườn đào cũng đang gấp rút tiến hành những bước chăm sóc quan trọng như tuốt lá lên chậu cho cây để đào kịp ra hoa đúng dịp phục vụ Tết. Đào Nhật Tân luôn là loại hoa truyền thống, không thể thiếu trên thị trường Tết Nguyên đán hàng năm. Không chỉ được ưa chuộng ở Hà Nội, đào Nhật Tân còn được tiêu thụ khắp mọi miền đất nước. Làng đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Những gốc đào thất thốn này đã có tuổi đời trên 20 năm. Dưới sự tưới tắm, chăm sóc cực kỳ tỉ mẩn, chủ vườn đào kỳ vọng những gốc đào sẽ kịp bung nở sắc thắm đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để mà cây đào ấy, nếu mà để nó chất lượng thì hoa phải to, màu sắc phải thắm, tức là nhấn mạnh về màu sắc. Thế và khi mà mình trồng cây đào để nó cái màu sắc ổn định và nó tức là nó toát hết cả lên cái đẹp ấy, thì cái bộ rễ của nó phải đảm bảo là nó cung cấp đủ thức ăn cho cái hoa đấy. Ở Nhật Tân có nhiều loại đào như đào bích, đào phai, đào trắng, đào nụ, đào thất thốn. Mỗi loại đào lại có kỹ thuật chăm sóc khác nhau. Giai đoạn này, chủ vườn đào đang rục dịch tuốt lá, lên chậu cho cây. Mỗi năm một vụ, thời điểm tuốt lá này được đánh giá là quan trọng, quyết định việc đào ra hoa đúng dịp. Có kỹ thuật đó ạ, tức là phải tuốt ngược lại mà tránh mất mắt để ảnh hưởng đến hoa lụ sau này. Thì có nghĩa là phải làm cũng hết sức cẩn thận. Đấy, cũng phải lưng lưu chứ không phải làm ẩu được, lại để nó như thế. Đấy, làm công việc này cũng cần kỹ thuật, cũng phải biết cách làm, chứ không thể làm bừa được. Với những chủ vườn trồng nhiều đào, giai đoạn này cần thuê số lượng lớn nhân công để đảm bảo kịp tiến độ công việc. Tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, tuốt lá, cắt tỉa tạo tán là những bước cơ bản để cây đào ra hoa đúng dịp xuân về. Riêng cái đào Tiến Vua là nhà mình là 400-500 cây, còn đâu là cái đào truyền thống kia thì nhà mình là 500-700 cây rồi. Cái lượng tiêu thụ thì mỗi năm nhà mình chỉ tầm trên dưới 1.000 thôi, không thể tiêu thụ được kịp. Mặc dù có thể làm được ra hơn, nhưng không thể tiêu thụ được kịp, nghĩa là mình không thể vận chuyển và vận hành được cả trong vòng có mười mấy ngày Tết mà mình vận hành được nhiều quá, nên là mình chỉ làm sao nó vừa đủ cái sức của mình. Mặc dù với nghề trồng đào, thời tiết đóng vai trò hết sức quan trọng, thế nhưng sự tác động từ bàn tay của những người nông dân lành nghề chính là yếu tố quyết định để có những cây đào tốt nhất, đẹp nhất cho ngày Tết đang tới gần.